F0 không có triệu chứng, phổi vẫn trắng xóa hậu COVID-19. Sơ phổi là bệnh lý nguy hiểm của hậu COVID-19. Dù không nhiều nhưng nói tới sơ phổi sau COVID, bác sĩ cũng thấy lo lo. Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y tế Hòa Hảo, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua người bệnh di chứng hậu COVID-19 đi kiểm tra ngày càng tăng. Bác sĩ Trung từng tiếp nhận các trường hợp bị sơ phổi diễn tiến, thậm chí người bệnh trẻ khi mắc COVID-19 không có triệu chứng, nhưng khi khỏi bệnh thì phổi lại sơ dần. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sơ phổi hậu COVID là vấn đề rất lớn. Nếu điều trị không kịp thời, người bệnh sẽ bị suy hô hấp mãn tính, ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Đến nay khi nói tới sơ phổi thì bác sĩ cũng cảm thấy lo lắng vì việc điều trị khó. Tiến sĩ Vinh cho rằng hậu COVID-19 có tới 200 triệu chứng khác nhau, từ rụng tóc, tinh thần tới đột quỵ tim mạch, thì hồi hộp, đánh trúng ngực, đau khớp. Người bệnh có tình trạng khó thở, mệt mỏi có thể là do phổi tổn thương, nhưng cũng có trường hợp phổi không có tổn thương, đó là do mệt mỏi mãn tính. Nhiều bệnh nhân than thở ngay trước sức của họ được 10 thì giờ chỉ còn 7-8 phần. Bác sĩ Vinh cho biết SARS-CoV-2 tấn công vào cơ quan hô hấp, trong đó phổi bị tấn công nhiều nhất. Tử vong do phổi tổn thương nặng, viêm hô hấp nặng. Vì vậy, người bệnh COVID-19 nặng trong giai đoạn dương tính thì hầu hết phổi bị tổn thương. Và sau COVID, triệu chứng phổi vẫn kéo dài. Nếu như bệnh nhân khó thở kèm theo thiếu oxy cần đi kiểm tra phổi. Không phải ai khó thở cũng là sơ phổi, có thể do căng thẳng, tâm lý, mất ngủ, mỏi cơ trong giai đoạn COVID-19. Nhưng chúng ta không được chủ quan. Ngoài COVID-19, sơ phổi còn có nhiều nguyên nhân khác như bệnh nhân tiếp xúc môi trường không tốt, tiếp xúc với hóa chất, tiếp xúc với bụi bẩn như công nhân trong mỏ than, mỏ đá, người làm trong nhà máy sản xuất dây thun hít bột tan, sản xuất amiang cũng có thể gây bụi phổi và sơ phổi. Một số người mắc bệnh tự miễn như thấp khớp, lupus ban đỏ cũng có biểu hiện sơ phổi. Ngoài ra còn có lý do sơ phổi vô căn không rõ nguyên nhân sơ phổi. Hiện đã có một số thuốc chống sơ phổi nhưng chưa phổ biến tại Việt Nam. Để xác định bạn có bị sơ phổi hay không, tiến sĩ Vinh cho biết người bệnh cần chụp X-quang phổi. Nhiều trường hợp trên phim X-quang xuất hiện nhiều dải sơ, đám sơ, phổi trắng. Nhưng cũng có trường hợp sơ phổi ít, không nhìn rõ, cần chụp thêm CT để phổi được chụp nhiều hình ảnh hơn nhằm xác định tình trạng sơ phổi. Khi điều trị sơ phổi, bác sĩ sẽ thăm dò chức năng phổi để xem tình trạng chức năng trao đổi oxy của phổi như thế nào. Người bị sơ phổi có cơ chế đưa oxy vào máu không được tốt, nên bác sĩ sẽ điều chỉnh để trao đổi khí vào máu tốt hơn. Theo tiến sĩ Vinh, dấu hiệu nhận biết sơ phổi cũng khó vì sơ phổi làm thay đổi chức năng hô hấp. Người bệnh chỉ cảm thấy khó thở khi gắng sức. Việc trao đổi khí giảm đi, người bệnh cảm thấy thiếu oxy mãn tính, tím môi, tím đầu ngón tay, ngón chân. Sơ phổi do COVID-19 có tồn tại suốt đời hay không? Đến nay vẫn là câu hỏi chưa có trả lời vì vấn đề bệnh COVID-19 mới xuất hiện 2 năm nên chưa có kết quả. 3 đến 5 năm sau như thế nào? Nhưng đến nay, sơ phổi việc điều trị khó khăn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.